Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm cái loạt video có tên là Ly hôn, để quý vị và các bạn xem những cái video, hiểu thêm, tìm, nó cũng dễ nữa. Cái video của tôi có tên là Mâu thuẫn ly hôn. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình hành nghề thì tôi nghĩ rằng là hơn 10 năm hành nghề, và đơn thì cứ một năm thì cứ trung bình vào khoảng từ, tôi cứ cho hơn 100 đi. Thì đến nay thì kinh nghiệm của tôi cũng tương đối. Có hàng trăm người, hàng ngàn người như vậy, thì tôi đúc rút ra những cái kinh nghiệm để cho đem đến cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, để cho quý vị và các bạn hiểu cái mâu thuẫn ly hôn. Mâu thuẫn nào được cho là trầm trọng, mâu thuẫn nào được cho là không trầm trọng. Tôi cũng nói vui khi mà khách hàng đến văn phòng mà tôi nói các anh, các chị mà không thuyết phục được tôi á, thì rõ ràng là các anh, các chị không thể thuyết phục được thẩm phán. Tại vì mấy anh chị thẩm phán họ chuyên xử ly hôn, còn ở ngoài luật sư thì nó chỉ là một phần thôi. Nhưng các anh chị không thể thuyết phục được luật sư, để luật sư đưa ra một cái thông điệp là một cái đơn ly hôn cho các anh chị, thì rõ ràng không thể nào thuyết phục được thẩm phán. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên tôi bước chân vào nghề, thì vài năm đầu mà tôi có một cái anh khách hàng nam, ảnh là giảng viên đại học. Thật ra thì kinh nghiệm không có, nói thì nói lý thuyết thôi. Tôi có nói với anh rằng là cũng được học, cũng được thầy dạy là tư vấn, cũng quan sát sắc mặt khách hàng, cũng san sẻ cái khó khăn mà người chuẩn bị muốn ly hôn với vợ với chồng đến văn phòng. Thì anh nói với tôi một cái câu rằng là, tôi có hỏi anh vậy, nếu trong trường hợp mà với lý do mà không có chính đáng như vậy thì anh có đoàn tụ lại với vợ hay không? Thì anh bảo với tôi rằng là, tôi nói thiệt với chị, ngoại trừ mà bỏ tôi á, với lại cái bà xã của tôi á, hai người ở chung một cái hòn đảo thì mới mong hy vọng đoàn tụ. Mới ra nghề mà quý vị nghe câu ông khách hàng ông nói xanh dờn rồi, ok, nộp đơn ly hôn. Thì khi nộp đơn ly hôn lần đầu tiên, ông lên, vợ chồng gặp nhau, thế là đoàn tụ. Ông alo, ông xin lỗi tôi. Tôi nói không anh, luật sư là gì? Luật sư là nếu anh cảm thấy trầm trọng, luật sư làm cho anh cái đơn. Chứ bản thân cái nghề, trong video này thì tôi cũng thấy các anh chị đồng nghiệp cũng sẽ xem video, cái nghề của chúng tôi không phải muốn ai ly hôn, nhưng đó là một cái phương pháp để các bạn, những người mong muốn ly hôn dễ, nó là một cái phương tiện thì đúng hơn. Nếu quý vị cảm thấy ly hôn thì chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn với cái nghề, với cái kiến thức, giúp bằng cách làm cái đơn nó dễ dàng hơn, chuyên nghiệp hơn. Còn vấn đề thứ hai nữa, đó là tôi có một em gái, thì em ra với tôi là em nói đủ thứ về xấu về chồng hết. Thì với nhìn nhận của tôi thì tôi nói là thôi em ơi, cứ từ từ thôi. Thì em bảo không, chị cứ làm cái đơn ly hôn cho em. Thì đưa ra những cái mâu thuẫn. Thì các bạn biết rồi, tôi cũng ở lứa tuổi này, kinh nghiệm trong cái cuộc sống hôn nhân thì cũng có, kinh nghiệm từ khách hàng cũng có, kinh nghiệm từ nghề cũng có. Thế là em quyết định thì tôi làm đơn ly hôn.
bắn đi thời gian thì tôi điện thoại cho em để mà báo cáo cho em một số cái công việc, thì em không bắt máy. Điện tiếp lại lần nữa em cũng không bắt máy. Sau đó thì em bảo với tôi rằng: chị đừng điện cho em nữa, em vậy đó, sau này em điện thoại em sẽ chủ động điện cho chị. Hóa ra thì mới biết khi cô nàng mà nộp đơn ly hôn đến tòa thì bị một cái trận mổ ruột thừa, thì anh chồng chồng mà vô tư thôi chăm sóc vợ. Và em điện em bảo tôi: chị bây giờ em rút đơn ly hôn được không chị? Ok em, welcome thôi. Nghề của tôi không có muốn nộp đơn ly hôn, nhưng nếu em cần tôi sẽ sẵn sàng giúp nộp đơn, và nếu em cần thì cũng sẽ rất là vui vẻ trong tình trạng giúp em làm thêm một cái đơn, rút đơn khởi kiện ly hôn. Quay lại vấn đề chính ngày hôm nay tôi muốn nói đến quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp, tôi nghĩ các bạn xem video này thì các bạn là những người mong muốn cái việc ly hôn, chỉ trừ một số ít là chưa suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Còn lại khi chúng ta search lên mạng, khi chúng ta đến văn phòng luật sư, khi chúng ta tìm cái chuyên gia pháp luật, khi chúng ta đi đến tòa, thì gần như cái việc quyết định sẽ không tiếp tục song hành với người bạn đời mình là có thật. Thì mâu thuẫn của việc ly hôn thì chúng ta sẽ xoáy quanh những vấn đề như sau nha quý vị. Để dễ trình bày nhất thì chúng ta sẽ xoay vào cái việc những cái chuẩn mực mà người chồng, người vợ phải có trong một cái cuộc sống hôn nhân. Cái chuẩn mực đó là gì? Chồng, cái chuẩn mực là tứ đổ tường á, rượu. Anh chồng tôi, tôi liệt kê về cái mâu thuẫn nha quý vị. Anh chồng tôi ảnh tối ngày say xỉn, nói rồi khuyên rồi không nghe, say xỉn về rồi lại chửi mắng vợ con, xúc phạm hàng xóm, xúc phạm mà không có lấy một ngày yên tĩnh. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, mâu thuẫn như vậy là được ly hôn rồi. Và cái việc nhậu rượu này nó kéo dài, dài lắm. Rượu chè, cờ bạc. Chị vợ của tôi có được chút tiền sau cơn sốt đất, giờ không có chịu làm ăn, đi ngồi quán cà phê đánh bài. Tôi nói thì chị bảo rằng là tiền này của tôi làm ra tôi có quyền hưởng thụ, mà bây giờ xài hết cái tiền đó trong vợ chồng rồi thì đi mượn thêm nữa để đánh bài. Rượu chè rồi, cờ bạc rồi, trai gái. Cái này rơi vào mấy anh trai nhiều. Tòa ơi, giờ tự nhiên ông chồng tôi, ổng có một cái bạn đó, người thứ ba đó, tên là A, nghề nghiệp không có gọi là ổn định, và thường đi sớm về khuya. Nhân chứng là những tin nhắn, nhân chứng là bây giờ ổng tự nhiên trên người ổng xịt dầu thơm, là bây giờ tự nhiên là bây giờ ổng không thèm làm nữa mà ổng chải chuốt cái cơ thể của ổng nhiều lắm. Rồi ổng mắng vợ chửi con. Mâu thuẫn rằng ông chồng tôi là một người gia trưởng, tất cả những cái gì ổng nói đều là đúng. Con trâu đó mà ổng nói con bò, ổng bắt tôi phải chịu, ông bắt tôi phải đối nội đối ngoại.
mâu thuẫn là ông chồng tôi, ông không chịu đi làm, ông nói làm chi, nhà đủ ăn rồi, mà nhà thì là nó có hai vợ chồng, hai đứa con như cái tàu há mồm vậy đó, có mình tôi thì không thể cán đáng được, mà hở vấn đề gì phát sinh về kinh tế, thu chi khó khăn thì lại là cãi lộn. Chừng ấy những cái mâu thuẫn đó, mâu thuẫn là trong cái tính cách của chị vợ tôi. Chị sạch lắm, bạn bè tới chơi nhà chơi á thì chị bắt đứng lại để dép ngoài kia, bạn nó hút thuốc. Vợ tôi nói anh nói bạn anh đừng hút thuốc, nhà có em bé. Mâu thuẫn là bà xã tôi á, người vợ của tôi á, kìm cặp ghen quá độ. Tôi đi làm đồng nghiệp nữ với nhau thì phải ngồi nói chuyện, bà về bà lục lọi hết, bà điện lại Lan hả, nói chuyện gì với chồng chị vậy? Huệ hả, Hồng ơi, tại sao em nói chuyện với chồng của chị? Thế đấy quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi đưa ra cho quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn chuẩn bị nộp một cái đơn ly hôn mà quý vị và các bạn không biết những cái mâu thuẫn trong cái đời sống ở chung vợ chồng và mình không biết cách viết đơn như thế nào, thì quý vị và các bạn hãy xoay quanh những vấn đề tôi nói. Những vấn đề đó bao gồm có tứ độ tường, gồm có tính cách của người chồng, người vợ, gồm có những cái trầm trọng lắm mà tôi không thể sống chung được với người vợ và người chồng mình. Video tới thì tôi sẽ làm một cái video có cái tên là con dưới 12 tháng tuổi, người chồng không được quyền ly hôn. Quý vị và các bạn đón xem nha. Xin trân trọng cảm ơn.